vị, vừa qua ekip Trong Thế Giới Xe đã có chuyến hành trình ngược về miền Thượng Tây Nguyên cùng mẫu Nissan Terra E. Có thể nói Terra phiên bản E mang đến cho chúng tôi cảm giác lái tốt và ổn định. Tuy nhiên thì tốt như thế nào và ổn định ra sao? Mời quý vị hãy cùng đến với phóng sự ngay sau đây nhé. Xe chúng tôi lăn bánh rời thành phố Hồ Chí Minh, tiến thẳng về miền Thượng Tây Nguyên để lắng nghe tiếng gọi của núi rừng với thông reo hòa cùng gió lộng. Đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này đó chính là một chiến binh đến từ gia đình Nissan, chiếc Terra phiên bản E một cột. Rời xa thành phố chật chội náo nức, trước mắt chúng tôi lúc này là một khoảng không với bạt ngàn cây lá. Đến Đắk Nông, nơi đây chào đón chúng tôi bằng một cơn mưa rào, đặc trưng của khí hậu miền núi. Trời bắt đầu xế chiều, ekip quyết định dừng chân tại Đắk Nông Lodge Resort, một khu nghỉ dưỡng đúng nghĩa với toàn bộ khuôn viên như hòa mình với thiên nhiên núi rừng. Đầu ngày thứ hai của cuộc hành trình, còn gì tuyệt hơn khi đánh xe vào rừng sâu, trải nghiệm Terra qua các đoạn đường đèo với hai bên là rừng thông và xa xa kia là bầu trời đầy nắng tựa như màu vàng ươm rực rỡ của tuổi trẻ. Tạm dừng chân một chút, vừa ngắm nhìn thiên nhiên núi rừng, vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người bạn đồng hành. Nissan Terra 2019 được đánh giá là rộng rãi nhất phân khúc, xe sở hữu thiết kế thể thao, khỏe khoắn. Điểm sơ qua về ngoại thất, Terra vẫn mang ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Nissan. Phần đầu xe với lưới tản nhiệt V-Motion mạ chrome cùng với dàn đèn pha LED. Song song đó là cụm đèn LED định vị ban ngày. Nách capo với những đường cong uốn lượn hai bên giúp chiếc xe vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển năng động. Dọc thân xe là đường gân nổi mang đến tổng thể sắc nét cho Terra E. Phần đuôi xe đậm chất thể thao. Đèn hậu với thiết kế mới đồng điệu với đèn trước. Xe sử dụng bộ mâm đúc 18 inch với thiết kế khác nhau tùy phiên bản, kèm với đó là bộ lớp Bridgestone. Tiến vào khoang cabin, nội thất của Terra 2019 mang đến một không gian rộng rãi. Cụm đồng hồ hiển thị đầy đủ thông số với một màn hình điện tử ở giữa, hai bên là hai đồng hồ vòng tua máy và vận tốc. Trái tim của phiên bản Terra E mà chúng tôi trải nghiệm trong hành trình này là khối động cơ 4 xi lanh thẳng hàng 2.5 lít một cầu cho công suất 169 mã lực. Tuy không quá ấn tượng, tuy nhiên Terra E vẫn mang đến một cảm giác lái đậm chắc. Các cung đường đèo của núi rừng Đắk Nông dường như khó có thể cản bước được khả năng vận hành của xe. Xét về tổng thể, mẫu xe mới của Nissan thỏa mãn hơn nhiều sự mong đợi của tôi.
Mặc dù cũng còn một số điểm trừ nhỏ, tuy nhiên có thể nói Terra Air và Terra nói chung mang đến cho ekip cảm giác phiêu lưu đầy thú vị. Nhưng cũng không kém đi sự an toàn êm ái khi phi vu qua các cung đường từ Đồng Bằng, thành phố Tây Nguyên đại ngàn với gió thổi thồng treo. Hơn nữa, đối với một mẫu xe được nhập khẩu từ Thái Lan và phân phối với mức giá khá cạnh tranh, rõ ràng Nissan Terra sẽ là một đối thủ đáng gờm, đồng thời cũng là một cái tên đáng cân nhắc đối với những người tiêu dùng yêu thích dòng xe SUV.